Thưa quý vị, hiện lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến Đà Nẵng đang gia tăng. Đà Nẵng đã và đang tăng cường công tác an ninh an toàn để du khách có thể tận hưởng du lịch trọn vẹn tại thành phố, qua đó giữ hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn, mến khách. Đến thành phố Đà Nẵng, hầu hết các du khách đều đến các bãi biển để tham quan và tắm biển. Để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, thành phố Đà Nẵng đã tăng cường lực lượng cứu hộ tại bãi biển. Và công tác cứu hộ này thường bắt đầu sớm từ lúc 4 giờ 30 phút hàng ngày. Lực cứu hộ là 100% quân số, duy trì trực đến là 21 giờ 30 hàng ngày về đêm. Bên cạnh đó thì những vùng chải cũng như vùng xa bờ thì đội cứu hộ là thường xuyên cảnh báo cũng như thời gian dài để bảo an toàn cho bà con tắm biển. Theo ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ban đã bố trí công cụ, phương tiện và 92 đội viên cứu hộ làm nhiệm vụ hướng dẫn khách tắm biển đảm bảo an toàn. Trong 16 năm qua, đội cứu hộ các bãi biển đã ứng cứu an toàn 1.750 khách tắm biển. Ngoài ra, tại nhiều khách sạn 4 năm sao ven biển, lượng du khách check-in liên tục vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ. Với nhiều chương trình khuyến mãi nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của thành phố, nhiều du khách nội địa đã lựa chọn lưu trú tại các khách sạn này. Để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh thương mại, thì các khách sạn đều niêm yết giá lưu trú, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết để khách có thể yên tâm đặt và sử dụng. Lần thứ hai mình đến với Đà Nẵng thì mình cảm thấy những cái nơi mà tụi mình đi đến và tụi mình ăn uống thì đều có những cái giá cả nó hợp lý. Hai là nó có một cái đề ra trước cái menu á để cho du khách người ta sẽ không có bị cảm giác người ta bị hồi hộp hay là người ta có cảm giác người ta sẽ bị chặt chém hay này kia. Thời đại công nghệ số rồi, cho nên tất cả những cái giá của RiceMouth rất là dynamic, rất là năng động và được phổ biến trên tất cả các cái trang mạng, trang website cũng như là của các trang OTA thương mại điện tử. Thì khi mà khách đến Đà Nẵng thì khách đều sẽ có thể là thấy được cái giá của khách sạn RiceMouth trên những cái trang đấy, cũng như là tại khách sạn cho những khách booking thì bảng giá của mình cũng sẽ được niêm yết tại quầy lễ tân, tại sảnh. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng chủ trì phối hợp với các sở tài chính, du lịch, công thương, Ủy ban Nhân dân các quận huyện và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, các chợ. Công an thành phố và các địa phương đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, kiểm tra nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ để đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách.